Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Nhà mình có trồng một ít lá lốt. Hôm nay nó lên rất là ngon luôn. Mình cắt vô để làm món bò lá lốt nha. Nó lên khá là nhiều. Lá to nhìn rất là ngon. Mỗi lần hái lá lốt thì mình cắt sâu xuống dưới gốc vậy nè, cho đợt sau nó lên non ngon hơn. Chứ mình đừng có lựa cái lá to mình ngắt thì đám rau của mình đợt sau nó sẽ không có ngon. Mỗi lần mình ăn chỉ cần cắt khoảng một nắm lá lốt là đủ rồi. Lá lốt này mẹ mình hay cắt vô để nấu nước, ngâm chân, giảm đau nhức cho người lớn tuổi và ngủ ngon nữa. Một nắm lá lốt này mình sẽ cuốn được khoảng 1 kg thịt. Mình cắt lấy lá ngon, còn cọng và lá sâu thì bỏ. Có thể tận dụng cọng để nấu nước cho một ít muối hạt rồi ngâm chân cũng tốt lắm. Nhiều lá to, ngon quá chừng. Giờ mình mang đi rửa thật sạch nha. Bò cuốn lá lốt thì nguyên liệu chính của mình là 700g thịt bò xay và 300g thịt ba rọi heo xay, 2 cây sả, 5 tép tỏi và 3 củ hành. Sả mình sẽ băm nhuyễn. Đầu tiên thì mình cắt khoanh trước, sau đó băm sẽ dễ nhuyễn hơn. Mình cho vào thịt bò. Dùng một cái thau hơi rộng rãi một chút để đựng được cả thịt bò, thịt heo và các nguyên liệu để chúng ta dễ trộn ha. Hành tỏi mình cũng băm nhuyễn luôn. Cho vào thịt bò luôn. Cho thịt ba rọi heo xay vào. Cần có một chút mỡ để khi thịt bò nướng xong không bị khô. Có thịt heo còn giúp cho cuốn bò lá lốt được mềm hơn và ngon hơn khi chúng ta chỉ dùng thịt bò không thôi. Gia vị gồm có một muỗng canh hạt nêm, một muỗng canh đường, một muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê tiêu. Các bạn nào thích thì có thể cho thêm bột ngọt ha. Nhà mình thì ít ăn bột ngọt. Làm món này cũng rất là nhanh vì thịt mình mua trong siêu thị đã xay sẵn rồi. Chỉ cần ướp gia vị và cuốn thôi. Thêm 15 phút nướng trong nồi chiên không dầu là chúng ta có một món ăn rất là ngon nè. Lá lốt mình đã rửa thật sạch rồi. Đây là những lá to để cuốn thịt. Và còn một số lá nhỏ không cuốn được thì mình sẽ cắt nhỏ rồi trộn vào thịt luôn. Cũng rất là ngon mà không phải bỏ phí. Giờ mình trộn đều thêm một lần nữa và chuẩn bị cuốn. Mình sẽ cho vào đây thêm 2 muỗng canh mỡ và một ít tóp mỡ. Đây là mỡ heo mình thắng ra để dùng trong món kho quẹt hay kho cá rất là ngon. Tại lúc nãy thấy thịt heo hơi ít mỡ nên mình thêm mỡ để cho thịt bò nướng được mướt hơn. Nếu các bạn ngại dùng mỡ thì có thể thay bằng dầu ăn nha. Trộn đều lên xong rồi mình cuốn thôi. Mình sẽ cuốn cho mặt đậm của lá lốt ra bên ngoài, nên giờ mình lật lá lại cho dễ thao tác nha. Cho một lượng thịt vừa đủ vào lá lốt rồi cuốn lại. Thịt bò khi nướng sẽ bị rút lại, nên chúng ta cho thịt sẽ trừ hao một tí ha. Cho thêm vài hạt tiêu thì cuốn khi ăn sẽ ngon hơn. Nếu các bạn không thích thì không cho ha. Có nhiều kiểu cuốn lá lốt, nhưng mình thấy kiểu này là đơn giản nhất. Các bạn có thể gấp hai bên rồi xếp thành hình chữ nhật cũng được nè. Để cái mép lá xuống dưới cho không bị bung.
Cuốn rất là đơn giản và nhanh lắm. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu. C và 15 phút nha. Hôm nay mình sẽ làm một loại nước chấm rất đặc biệt. Trước tiên thì sẽ giã tỏi ớt. Tùy vào khẩu vị các bạn có thể đâm tỏi ớt nhiều hay ít ha. Cho vào một muỗng đường để lúc giã tỏi ớt dễ nhuyễn mà không bị văng ra ngoài. Mình sẽ xay nhuyễn 1/4 trái thơm. Tỏi ớt lúc nãy giã đã nhuyễn như vậy, giờ mình cho vào nửa chén giấm. Cho vào chung với thơm luôn. Đây là loại mắm nêm cá cơm, đặc sản ở quê chồng mình là Bình Định nha các bạn. Người nhà mình gửi vô đó. Rất là ngon, ăn một lần là phải nói mình bị ghiền luôn. Mình sẽ thêm vào 3 muỗng canh đường cho vừa ăn. Mùi rất là thơm và nhìn hấp dẫn quá chừng. Mình chuẩn bị rau sống, khế, chuối chát, thơm, dưa leo để cuốn với bò lá lốt nha. Bò lá lốt nướng chín rất là thơm. Mình có thể dùng bánh tráng để cuốn chấm với mắm nêm. Đúng là ngon khó cưỡng luôn. Chúc các anh chị và các bạn có thêm món ngon cho gia đình mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Bye bye!